trên đường đi nè. Nay mình đang di chuyển trên con đường bờ đê, xung quanh là ta trồng chuối. Bạn thấy bên kia là núi ha, bên dãy núi, ở đây là ở sát núi. Trong cái hẻm núi đó, nó có một cái khu du lịch tự nhiên rất là đẹp. Hồi đó mình cũng đã đi rồi, tức là nó đá rất là bự, nhưng mà chưa có dịp để review những cái cảnh cho tất cả các bạn coi ha. Thì bọn là một ngày sớm nhất thì mình sẽ review được cái khu thiên nhiên đó, tức là nó nằm ở trong cái khe núi kìa. Đây, tức là mình đi từ đây vào đó thì nó mất khoảng một tiếng đồng hồ, rồi sau đó mình phải leo đi theo cái triền núi mình leo qua. Ở đó có những cục đá rất là bự và nó chồng lên nhau rất là đẹp, và nó tạo lên những cái hồ nước chảy, rồi nó tạo lên những cái hồ nước ở trên đá luôn. Thì bây giờ Linh đang hái thêm mấy trái khế để đi xuống nấu canh. Bò leo đó hả Linh? Đây cái khế đó các bạn. Đây. Được chưa? Rồi. Đây, thì hai mấy cái khế để nấu canh phớt, canh cá. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển tới cái điểm thả lưới ha. Bữa nay nước nhỏ hơn ha. Bữa nay nước nhỏ hơn, mấy bữa thấy nước lớn à. Đây đồ nè, à, các bạn thấy không? Đây là khế hồi nãy mới hái nè. À, nước mắm, rồi chén bát đũa. Đây là lưới, cặp nước mình sẽ thả lưới dưới đây. Rồi bây giờ mình sẽ kiếm cái chỗ nào để mình để đồ. Chắc mình sẽ để trên đây đi. Đây ha. Để mình sẽ treo cái túi này ở đây đi cho nó gọn. Cặp nữa mình thả lưới đây ha, trước kia hả? Rồi giờ các bạn thấy ở đây là nước sâu không, ướt quần hết sao? Hello đây, hello. Đây. Ba ơi. À, đây các bạn thấy cảnh rất là đẹp. Đây là trong những ví dụ như mình đi cắm trại rất là thoải mái ha. Rồi, bây giờ mình sẽ để điện thoại lại chứ. Rồi bây giờ đây là lưới thả cá.
rồi bây giờ mình sẽ đi mình bỏ dép ra luôn, mình đi xuống đây mình thả lưới. Trước kia Linh đang thả lưới rồi các bạn. Đây, quay lại các bạn thấy đây có một cái bãi đá luôn ha. Thì có thể ở đây là trưa mình nấu cơm đổ đây mình ăn, mình cắm trại mà tới chiều mới về luôn mà. Cá đuổi hả? Ở đây là ví dụ mình giăng lưới xong hết rồi, giăng lưới xong hết rồi mình đây mình đẩy vô cá con vô lưới. Đây rất là mát. Dính lưới luôn à. Đây dính lưới. Nó chạy ra lưới chạy ra đây luôn à. Nó mang không? Này mới bắt được con cá bự này. Đó, kia có con nữa kìa. Thấy không? Đó, này đuổi là được một con cá lóc các bạn. Cá lóc phải chập thửa nước thôi chứ. Này bỏ vô luôn. Chập thửa nước chui. Đó, ba mày. Rồi xong. Bây giờ mình sẽ di chuyển đổi qua bún khác để mình thả ha. Hồi nãy bún trên đây thì cũng ấy rồi mà bắt được có mấy con thôi các bạn. Rồi bây giờ đây là cái điểm thứ ba mà tụi mình sẽ chăn lưới đây. Này các bạn thấy đây, bên đây nó có cái đập rất hoành tráng nha. Cái đập này để phân luồng nước á, vừa nãy mình nói. Giờ nó chạy nè, đi như đập thủy điện vậy. Cái chỗ này mình thấy có xe hay đồ lấy cát về xây dựng nè. Rồi giờ tiếp tục chăn đây. Cái bọn đây là theo cái nguồn nước chảy này thì nó sẽ có cá ha. Hy vọng theo cái nguồn nước chảy này nó sẽ có cá. Bơi luôn nha.
rất nhiều à. Còn xuống đây mà hiệu quả ha. Ồ, một con cá lăng. À, các bạn thấy hiệu quả chưa? Nói mình nói dưới đập này có khả năng là có cá nhiều mà. Đây cá lăng này là đặc sản nha. Rất là nhiều thịt. Ở đây mùa nước mà nước lớn thì hay đi cắm cá lăng, cắm bằng mồi chạy, mồi cá rô. Đấy. Đây, đây một con nè. Đây vô trúng luồng cá rồi. Đấy, đó, nữa, tiếp tục kìa. Ừ. Nước à, đó bây giờ nước nè, nước mình đi là mình đứng tới tới đây là nước luôn á. À, đứng đây gỡ cá nè. Để sướng luôn á. À, trên kia có người đi, trên kia có người đi đi qua bờ kè. Vậy là số này, số con cá này là số con cá chết. Tức là nó dính câu bị đứt cần luôn nè. Đây nè. Nó dính bị đứt cần trong cái mép á, nhưng mà nó không có thoát được qua cái lưới. Vậy là cái số này là nó cũng đã tới số rồi đó. Thôi chừng nó nhảy à. Đây, nó kêu vô đây đây. Kêu đây gỡ đi. Lỡ nó nhảy uổng lắm. Cá này là hàng độc, cần nữa mà nướng lên thì thôi chứ. Rồi bây giờ mình chắc lửa lên, mình chuẩn bị mình nấu nướng thôi. Đây coi thành quả nãy giờ đi câu, đi thả lưới ba Dũng nè. Đây giờ lên làm cá. Đây giờ làm cá tràn. Này coi nè, cá đô mang này, cá đô mang, đây là cá lăng đó, cá lăng nè, như nãy mình nói nữa ha. Ở đây là nó có hai cái gai. Con cá này thịt rất là thơm, ăn rất thơm, nướng thơm lắm, ăn nấu canh chua cũng ngon nữa. Nhưng mà đây nó có hai cái gai, nếu mà ai mình coi chuyện nó bị nó đâm vô rất là nhức. Cá này Trộn, nó quẩy kìa. Thank you.
Rồi bây giờ bắt Son lên tao nấu canh chua. Hình như cục đá nó hơi rộng rồi. Ủa còn con kìa. Trời ơi, sót con một con cá đặc biệt luôn á. Đó là miếng nhỏ nè. Mưa có trà bút nước không? Chị đâu rồi? Anh chị quên kia rồi. Đồ tao nã. Đồ anh đổ rồi. Đồ này, đồ này. Ngọt quá. Rồi thấy đồ tao muốn biết ăn chưa? Thấy đồ tao là đừng có chú ý nha. Đúng rồi, đúng rồi, vậy anh ơi. Chính chưa vậy? Đúng rồi. Cái ba giờ là nó định tỏ đây nữa. Đây nấu nước suối, đây kia có nước nhưng mà nước nó không được trong lắm nên là không dám nấu. Lấy nước Vĩnh Hảo nấu, nấu canh. Thì nước Vĩnh Hảo đâu có đủ đâu anh Hồ. Đủ. Nhìn mà anh chị. Đây giờ bỏ cá vô. Nè. Ở đây thì hay đi cắm trại thì gọi đây là nấu canh phớt. Tức là chỉ có cần cá với khế thôi. Đây khế chua. Đây canh phớt. Đó, chỉ cần cá với lại khế chua bỏ vô thôi là được rồi nè. Nhìn đồ canh đã ha. Mày sớm mà chích cái lóc của đây ngon rồi. Hồi nãy anh thấy con cá lóc không? Mày thấy rồi. Mày này mình lót cái bàn trong nước mình ngồi. Ngồi dưới được mà, xếp mẹ đâu. Tao xếp cho nó thẳng thẳng mình xếp để bỏ đồ ăn ra. À vô mẹ con phát xuống ba mẹ. Đồ ăn anh ấy gì nè, ấy lên bỏ lên gì đâu mà. Đây con chỗ thôi. Đây các bạn thấy giờ nồi canh sôi nè, đã không? Sôi nhỏ vậy nè. Dài dài đây là một không gian lý tưởng nêu nước mắm hả? Bỏ mi. Có cá lăng đó. Ba con. Đồ cái này mà lấy lưới á, cái lỗ nào sâu quá lên à, lấy lưới bao ơi, vô dí vô cái là. Kia, cá lăng á nó ra. Cái này nó ăn cho nó bỏ tùm lum hết rồi. Quá. Đây thế nè, thế nè. Còn lắm. Đúng không? Ơ, ông ba dục phết luôn à. Chưa thấy có gì đâu mà ăn. Chưa ăn xong rồi. Chưa ăn mở đồ đi con. Tắm không? Thế chua ăn. Thôi thôi, để ăn xong hết tắm. Nè, tắm vô chứ. Được rồi. Vô đây. À, vô đây không? Đây, đẹp thêm. Ờ, giờ bày ra bàn. Này là chỗ cắm trại lý tưởng. Một bên thì có sông, tiếng nước chảy róc rách, có bãi đá ngồi, có bóng cây mát. Còn gì nào nữa hay một gì không? Một gì rồi. Ôi cá hơi bị gái ha. Lát nữa em tanh ra em bỏ dưới em chui luôn. Ăn ấy, ăn rồi xong rồi sao? Nè, đem cá lại cho tụi nó nè. Đây, cá lăng. Cá lăng thấy sớ thịt không ha? Cá lăng sớ thịt không nè. Lấy gì cá cho nó. Rồi đây. Đã quá. Để nó em, đó. Nó bằng để đây. Nó đứng bấm để đó, để tao với... Rồi. Đây đó. Gì? Rồi gấp một chén rồi. Được nhiều cá hơn ha. Cái này giờ cái chốn hả? Là nào không suốt. Cá đi. Cắt ra hoài nữa.
cây tài rồi. Tốt. Chua không? Chua không? Cái giá hồi nãy đâu băng? Con này tiếp trên xe ra. À, trên đây có con dao. Cái này ăn khế ngon à. Khế ngon hả? Thì ăn khế hoặc ăn cá để tăng ăn cá. Khế là nó chua 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 chua. Đúng không? Đây bây giờ tới phiên cá nướng. Rồi, cái này. Nướng cá này. Căng tròn. Thơm, nướng lưỡi củi. Đây là miếng tay bẻ luôn mới hấp dẫn nè. Nướng nguyên con đã. Nướng nguyên con mất xương. Nó rút xương đồ thì được nè. Ăn muối. Để đó đấy. Thơm. Thơm nóng nóng thì thơm quá. Nè. Ừ. Nó đi ăn rồi. Thì khá đã. Vâng ơi, vâng vâng ơi. Rồi à. Ngon. Này nướng lính đi ngay. Nó vừa là nó béo. Thịt nó mềm, nước ngọt. Rồi cái này nướng bằng lưỡi củi vậy. Rồi, bây giờ